mở tỷ số. Một đường chuyền đầy cảm hứng của Neymar cho người đồng hương Daniel Alves và hẳn nhiên cầu thủ chạy biên phải không phụ lòng đồng đội. Rồi đến lượt mở tỷ số. Một đường chuyền đầy cảm hứng của Neymar cho người đồng hương Daniel Alves và hẳn nhiên cầu thủ chạy biên phải không phụ lòng đồng đội. Rồi đến lượt Edinson Cavani lên tiếng. Phút 31, tiền đạo người Uruguay tung cú sút tuyệt đẹp vào góc cao không thành của thủ môn Seven Urey, nâng tỷ số và đấu lên 2-0 cho PSG. Cavani gọi thì Neymar sẽ lên tiếng. Cầu thủ này đã ghi bàn được Edinson Cavani lên tiếng. Phút 31, tiền đạo người Uruguay tung cú sút tuyệt đẹp vào góc cao không thành của thủ môn Seven Urey, nâng tỷ số và đấu lên 2-0 cho PSG. Cavani gọi thì Neymar sẽ lên tiếng. Cầu thủ này đã ghi bàn định chiến thắng 3-0 tỷ 63 trong niềm hân hoan của hàng chục ngàn cổ động viên chủ nhà. Ghi được 8 định chiến thắng 3-0 tỷ 63 trong niềm hân hoan của hàng chục ngàn cổ động viên chủ nhà. Ghi được 8